Unit 9. At the chemist's explanation. Anh bị nhức đầu bao lâu rồi? How long have you had a headache? Tôi bị khoảng 2 tiếng. I've had it for about 2 hours. Tôi muốn thử thức ăn ở đây. I want to try the food here. Tôi có thể thử nó được không? Can I try it? Tôi phải cố gắng học. I must try to study. Anh ấy đang cố gắng mở cánh cửa. He's trying to open the door. Anh uống thuốc chưa? Have you taken medicine? Have you taken medicine? Uống một viên với nước 6 tiếng một lần. Take one tablet with water every 6 hours. Take one tablet with water every 6 hours. Tôi cần một bàn chải đánh răng. I'd like a toothbrush. I'd like a toothbrush. Hoặc I want a toothbrush. Anh cần màu gì? What color would you like? What color do you want? Bán cho tôi một tiết kem đánh răng. Could I have a tube of toothpaste? A tube of toothpaste. Bán cho tôi một hộp khăn giấy. Could I have a box of tissues? Quan trọng. Matter. Matter. Nó không quan trọng. Nó không thành vấn đề. It doesn't matter. It isn't important. It isn't important. It isn't important. Black lives matter. Black lives matter. Cho tôi một ly nước cam. I'd like an orange juice. I'd like an orange juice. Có hay không có đá? With or without ice? Để tôi giúp chị nhé. Shall I help you?
Để tôi bỏ nó vào túi nhé. Shall I put it in the bag? Nhờ anh đưa tôi đến phi trường. Can you take me to the airport? Nhờ anh bán thuốc cho tôi theo toa này. Can you make up this prescription? Can you make up this prescription? Anh đợi bao lâu rồi? How long have you been waiting? Anh muốn đợi không? Would you like to wait? Anh đang đợi ai? Who are you waiting for? Ba mẹ tôi. I'm waiting for my parents. Tôi đang đợi gặp bác sĩ. I'm waiting to see the doctor. Cô ấy đang đợi lấy kết quả. She's waiting to get the result. Tôi đang đợi họ đến đây. I'm waiting for them to come here. Cô ấy đang đợi anh gọi điện cho cô ấy. She's waiting for you to call her. Mỗi ngày anh mất bao lâu để đến nơi làm việc? How long does it take you to come to work every day? Tôi mất gần nửa tiếng. It takes me nearly half an hour. Hôm qua anh mất bao lâu để lái xe đến đó? How long did it take you to drive there yesterday? Tôi mất hơn 2 tiếng. It took me over 2 hours. Chúng ta sẽ mất bao lâu để bay sang Nhật? How long will it take us to fly to Japan? Chúng ta sẽ mất khoảng 6 tiếng. It'll take us about 6 hours.